Em xin kính chào toàn thể quý vị và chào các bạn nhé. Thì hôm nay em lại tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn cái bảng giá sắt thép mới nhất của cửa hàng vật liệu xây dựng nhà em trong ngày hôm nay, mùng 5 tháng 8 năm 2022. Thì bảng giá trong ngày hôm nay nó lên hay nó xuống thì mời quý vị và các bạn đi xem và theo dõi cái bảng giá mới nhất của cửa hàng vật liệu xây dựng nhà em nhé. Thì cũng như mọi ngày thì trước khi đi vào cái bảng giá sắt thép Hòa Phát và vật liệu xây dựng của cửa hàng nhà em thì em rất mong các bác là mình xem video thì ấn đăng ký kênh ủng hộ cho cửa hàng vật liệu xây dựng nhà em, và đồng thời các bác ấn vào nút chuông thông báo để cập nhật xem video mỗi ngày. Vì cứ 8 giờ sáng ngày thì cửa hàng nhà em lại có cái thông báo mới nhất từ bên nhà phân phối gửi về để có cái lịch trình bán hàng, cái giá cả nó lên hay nó xuống thì em sẽ làm video để báo cáo ngay cho các bác trong ngày nắm được giá nó lên hay nó xuống. Còn bây giờ thì không để các bác phải chờ đợi đâu, em xin gửi tới các bác cái bảng giá sắt thép Hòa Phát mới nhất trong ngày hôm nay thì các bác đi xem và tham khảo. Nếu như mà khi nào mà giá nó, tình hình giá cả nó sắp sửa biến động mà nó lên cao thì em sẽ tham khảo bên nhà phân phối. Em nắm được trước thì em sẽ báo trước cho các bác để các bác có lịch trình mua hàng và đặt hàng nhé. Còn cái bảng giá cụ thể trong ngày hôm nay thì cái phi 6 trơn đang có giá là đi 16.700 đồng 1 kg. Phi 8 gai có giá là đi 16.800 đồng 1 kg. Phi 16,2 kg hàng dân dụng thì có giá là 107.000. Phi 17,2 kg hàng công trình có giá là đi 123.000. Phi 12,9 cân 9 hàng CB3 có giá là 171.000. Phi 14,13,55 kg hàng CB3 có giá là đi 233.000. Phi 16,17,2 kg có giá là đi 296.000. Phi 18,22,45 kg có giá là 387.000. Phi 20,27,7 kg hàng CB3 có giá là 477.000. Phi 22,33,5 kg hàng CB3 có giá là đi 577.000. Phi 25,45 kg hàng CB3 có giá là đi 753.000. Như vậy là cái bảng giá sắt thép Hòa Phát của cửa hàng vật liệu xây dựng nhà em trong ngày hôm nay thì vẫn chưa có điều chỉnh về giá bán mà vẫn giữ nguyên mức giá cũ so với lại ngày hôm qua. Thì các bác đi xem theo dõi video mà thấy cái giá của cửa hàng nhà em nó cao hay là thấp thì em cũng rất mong các bác là bình luận góp ý cho em ở bên dưới. Còn bây giờ thì không để các bác phải chờ đợi nữa lâu thì cái em gửi tới các bác cái bảng giá xi măng của cửa hàng vật liệu xây dựng nhà em. Cái xi măng Hoàng Thạch 30 đang có giá là đi 1.800 đồng 1 kg. Xi măng Hoàng Thạch MC25 có giá là đi 1.550 đồng 1 kg. Xi măng Long Sơn có giá là đi 1.600 đồng 1 kg. Và xi măng Hà Trung của công ty xi măng Long Sơn thì cũng có giá là đi 1.600 đồng 1 kg. Xi măng Bỉm Sơn Mark CB3 để đổ móng đổ mái có giá là đi 1.800 đồng 1 kg. Như vậy là trên đây là toàn bộ cái bảng giá sắt thép Hòa Phát và giá xi măng Hoàng Thạch, xi măng Long Sơn và xi măng Hà Trung, xi măng Bỉm Sơn của cửa hàng nhà em thì mời các bác tham khảo giá. Nếu như thấy nó cao nó thấp thì các bác cứ bình luận góp ý cho em ở bên dưới nhé. Còn cái bảng giá nguyên vật liệu của bãi anh em thì cái cát vàng đang có giá là đi 600.000 một khối. Cát đen, cát trung hà thì có giá là đi 250.000 một khối. Cát nền có giá là đi 200.000 một khối. Và đá 1-2 thì có giá là đi 230.000 một khối. Và đá 2 có giá là đi 250.000 một khối. Còn cái gạch nó 3 chấm loại A1 thì có giá này đi 1.100 đồng một viên. Và gạch lò vồng
thì có giá nó đi 1.300 đồng một viên. Như vậy là trong thời gian vừa qua cái giá xi măng sắt, giá cát đá gạch đều tăng đột biến nhé. Còn có cái sắt thép Hòa Phát thì vẫn giữ đà giảm. Còn đâu nếu mà lúc nào mà có cái mức giảm mới nhất thì em sẽ cố gắng em nắm được thì em gửi tới các bác trong thời gian sớm nhất. Thì hôm nay em xin được kết thúc video tại đây. Kính chúc các bác thật là nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.